Mỹ. Nam mô tassa phagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa phagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa phagavato arahato samma sambuddhassa. Bhutthang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sangkhang saranang gacchami, Duriyambi Buddhang saranang gacchami, Duriyambi Dhammang saranang gacchami, Duriyambi Sangkhang saranang gacchami, Tatiyambi Buddhang saranang gacchami. Tatiyambi dhammang saranang gacchami. Tatiyambi sangkhang saranang Ti sarana gahanang paripunang bana ti bata veramane sikha padang samadhiyami adinna dana veramane sikha padang samadhiyami kame sumicca chara veramane sikha padang samadhiyami musawada veramane sikha padang samadhiyami Sura meraya macappamadatana veramane sikha padang samadhiyami. Ama phante banatipata veramane sikha padang samadhiyami. Adinnadana veramane sikha padang samadhiyami. Kame sumicca chara veramane sikha padang samadhiyami. Musavada veramane sikha padang samadhiyami. Sura meraya macca bhammadatthana veramane sikha padang samadhiyami. Ima ni pancha sikha pada ni sadu kangka toa apa madena nicca kalang samarakhi tappang. Silena sugatin janti silena poka sambada silena niputin janti tasma silang viso thaya. Chư thiện tính nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vân giữ hành theo cho đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Cái gì đánh chữ a má mình thế. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy nên chư thiện tín ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ. Ama phân tê sa thức sa thức lành thai. Dạ con kính thay mặt đạo tràng kính tri ân sư đã truyền tâm nguyên bằng ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Và con xin đọc Phật sám hối Phật pháp bảo tăng, kính mời đạo tràng cùng đọc. Uttamang ghe na văn đề hăng ba đa banh sung quát uttamang Buddhe yogalito doso buddho kamatutang mamang Uttamang gena vandehang Thamman chaduvi thamvarang Thamme yogalito doso Thammo kamatutang mamang Uttamang gena vandehang Sangkhang chaduvi thottamang Sangge yogalito doso Sangkho kamatutang mamang. Dạ, một lần nữa con thành kính tri ân sư đã truyền tâm vui bằng ngũ giới. Dạ, con xin trao mít lại cho Hương Trang Hương Như.
Dạ, một Phật sa thú. Sau đây sư xin thay mặt chư tôn đức phúc chúc cho đạo tràng. Sappi tiyo vivacchan tu sapparo go vina satu ma te bawa tuan tarayo sukhi di yuko bawa apiwa dana si lit sani chang vutha pacha jino chatta ro dhamma vatanti ayuvanno sukhang balang bawa tu sappa mangalang rakhan tu sappa de vata sappa buddha nubave na sada sothi bawan tu te bawa tu sappa mangalang rakhan tu sappa de vata sappa dhamma nubave na sada sothi bawan tu te bawa tu sappa mangalang rakhan tu sappa de vata sappa sangha nubave na sada sothi bawan tu te. Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh, cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi, sự tai hại cũng chẳng có đến cho người, cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, trí tuệ hằng thêm đến người, là người năng nghiêng mình lễ bái, cúng dường đến Tam Bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, gia nhờ oai đức của chư Phật, gia nhờ oai đức của giáo pháp, gia nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, mô Phật sư gửi mít lại cho MC Nguyên Như nha. Rồi. Lớp mô bức thai giá. Nắc mâm ma giá, nắc mô sang tha giá, và Nguyên Như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, và Nguyên Như con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ bạch chư Tăng, con xin kính thông báo với quý vị là sư Pháp Kính mới nhắn với con là sư phè sẽ vô. Một chút xíu nữa sư sẽ vô dạy cho chúng ta. Thành ra bây giờ con mình có thể là mình ôn bài, hoặc là sư Thanh Tâm có thể lên cho tụi con một thời pháp 5-10 phút gì cũng được, bạch sư. Thôi con để cho sư Thanh Tâm quyết định nha. Con xin dâng mic lại cho sư Thanh Tâm ạ. Dạ, mô Phật, một lần nữa con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ tỳ kheo Pháp Trang. Kính chào quý cô và kính chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm qua sư nghe Phật tử Nguyên Như trình bày về cái tám tâm đại thiện đó, tám tâm đại thiện, thì trong đó nó có 10 cái thập phúc, đó là bố thí, trì giới, thứ ba là tu tập, thứ tư là kính trọng, thứ năm là phục vụ, thứ sáu là thuyết pháp, thứ bảy là thính pháp, thứ tám là hồi hướng công đức, thứ chín là tùy hỷ, cái thứ mười là cải chánh tri kiến. Thì thưa quý vị, có một lần sư đi nghe pháp với một vị sư người Tích Lan nha. Thì sau khi một bài pháp á, thì hôm đó vị sư đó ông giảng về cái bài kinh là Đức Phật dạy là không làm các điều ác, làm tất cả những điều lành, luôn giữ tâm thanh tịnh bằng cách là hành thiền á. Đó là lời Phật dạy. Thì xong cái bài pháp đó thì có một người hỏi tại vì cái bài pháp đó ngài nói cái điểm nếu mà bất thiện á, nếu mà mình mà sống ác độc bất thiện á, thì mình sẽ đi địa ngục ha, sống đời này khổ và khi chết á, đi địa ngục. Làm các điều lành điều thiện, tức là 10 cái thập phúc hành tông này nè, làm được 10 cái điều thiện này, đó là tâm đại thiện này đó, thì sống an vui trong đời này, khi chết á, thì được sanh về cõi trời. Cái thứ ba đó là luôn luôn tu thiền định thiền quán để làm cho tâm mình, tức là mình thanh lọc tâm của mình. Thì ở đây là quý vị thấy không là không, tức là làm tất cả những điều ác, xin lỗi,
làm tất cả những điều thiện đó, đó là 10 cái thập phúc này, và tu thiền định thiền quán đó là những tâm thiện. Nếu mà người nào thực hành 10 cái pháp thiện lành này đó, thì người đó được an vui trong đời này. Và người nào mà thực hành thiền á, thiền định thiền quán, tại vì thiền á, chánh niệm tỉnh giác đó là những tâm thiện để sanh về những cõi trời cao hơn, đó là cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới. Và cuối cùng á, là khi mà diệt trừ được 10 cái kiết sử á, thì người đó thành thinh văn đệ tử Phật. Thì cái bài pháp đó cũng khá dài, nhưng mà trong đó có một người á, ông đặt câu hỏi với lại một vị sư. Ông nói tôi nghe thầy nói pháp thì rất là hay, tôi rất là thích, nhưng tôi không có tin địa ngục, và tôi cũng không có tin nó có cõi trời. Thì vị sư này á, mới cắt nghĩa là nó có hai cách suy nghĩ. Cách suy nghĩ thứ nhất á, là cho những người mà người ta có đức tin á, thứ nhất là cho những người có đức tin á, thì họ nghĩ rằng có cõi, có bốn cõi khổ thật: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula, là cõi đó có thật. Và 20 cõi trời, 6 cõi trời dục giới và 20 cõi trời thiền định là đều có thật. Đó là người người ta tin như vậy. Và cuối cùng á, là người ta tin Đức Phật là bậc giác ngộ chân lý tứ diệu đế, ngài không còn tham sân si nữa, ngài là bậc toàn tri diệu giác, đó là có thật. Đó là cách suy nghĩ thứ nhất. Đó là những người mà thường thường đã được nhận về đức tin ha. Nhưng một cách có một cái lối suy nghĩ thứ hai là cái cõi trời hay là địa ngục á, và niết bàn á, là nó có ở trong tâm mình, quý vị. Mình tính từ ở trong tâm. Ví dụ như nếu mà người nào mà tham sân si quá mạng ha, thì họ sẽ sanh về địa ngục. Có nghĩa là tâm của họ đó là, ví dụ như họ, lúc mà họ đang tham, họ muốn, ví dụ như muốn giết, muốn hại, muốn cướp, muốn giật ha, thì cái tâm tham đó, nó làm cho họ đau khổ lắm. Ăn không ngon, ngủ không yên. Ví dụ người đó tham dục đi, muốn lấy vợ người ta chẳng hạn đi, tối ngày cứ tìm cách mà dùng quyền lực để mà cướp đoạt vợ người ta, dùng những thủ đoạn để hại người này hại người kia để rồi lấy cho bằng được, thì cái tâm đốt cháy họ, cái tâm tham đốt cháy họ làm mà khổ. Thì cái tâm ác đó, đó là đó là cái cảnh mình đang sống trong trong cái cõi khổ. Mà ví dụ mình sân quá, lúc nào mình cũng chửi mắng người này, chửi mắng người kia, đánh đập người nọ, giống như là ác thú đó, thì đó là những cái tâm thú đó quý vị, cái tâm thú. Thường thường những người mà có cái tâm thú sân si ác quá đó, tối họ nằm chiêm bao, họ thấy toàn là những cái cảnh thú không à, thấy gà, thấy con gà, thấy con rắn, thấy con cọp, nó rượt họ ha. Ví dụ như những người mà sát sanh, ban ngày họ sát sanh nhiều quá đó, thì tối họ nằm mà thấy chiêm bao toàn là những cái con thú đó, nó hại họ, họ sợ, họ la, họ hét cả đêm gì đó. Thì đó đó là những cái tâm ở trong địa ngục á. Tâm si cũng vậy. Si mê vọng tưởng. Quý vị tưởng tượng là có những người đó, họ mẹ đó, người mẹ mà khi mà bà si lên ngang, bà bị cái ảo tưởng đó, bà nghĩ rằng mấy đứa con mình là ma, là quỷ, bà giết nó gì. Quý vị tưởng tượng không? Có bà mẹ bà giết mấy đứa con á, tới chừng cảnh sát tới bắt bà ăn cái, lúc đó bà tỉnh lại, bà nói ủa tôi đâu có giết đâu, tôi đâu có giết nó đâu. Đó, vì thế đó là những cái tâm ma quỷ đó ở trong tâm mình đó. Rồi có những đứa con hay đứa cháu nó giết cha, giết ông ngoại nó, quý vị. Rồi lúc mà nó giết nó ra tay khủng khiếp lắm, xách dao nó chặt, nó chém, nó rượt, nó đâm, nó như là con quỷ vậy đó. Thì cái tâm đó là cái tâm đang trong địa ngục đó quý vị, tâm quỷ, tâm ma đó. Tới chừng mà cảnh sát tới bắt nó nghe, nó đâu có đâu, tôi đâu có giết cha tôi đâu,
tôi đâu giết ông ngoại tôi đâu. Đó, đó thì từ đó đó là mình nghĩ khi mà tâm mình mà tham sân si á, đó là mình đang ở cõi thú, à, cõi địa ngục, cõi ma, cõi quỷ đó, thì dễ sợ lắm, tham sân si là nó dễ sợ lắm. Còn ngược lại, nếu mà mình có những cái tâm thiện lành, thí dụ như phục thập phúc hành tông nè, bố thí trì giới, tu tập kính trọng phụng sự thuyết pháp nghe pháp hồi hướng công đức tùy hỷ cải cải chánh tri kiến, thì khi mà mình có những cái tâm thiện lành này đó là mình đang là ở trong cõi người và mình đang ở cõi trời. Tại vì khi mình có cái tâm hỷ lạc định tĩnh đó là mình đang ở trong những cái cõi trời đó. Nếu mai mốt mà mình học tới sáu cõi trời dục giới, rồi khi mà một người mà có thiền á, lúc nào ở trong sông, lúc nào họ cũng ở trong thiền á, thì người đó đang ở trong cái cảnh gọi là 16 cái tâm gọi là sắc giới và bốn tâm không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Cho nên nói tới đây á, là quý vị thấy ngoài cái chuyện mà thập phúc hành tâm ra đó, thập phúc hành tâm ra đó, cái câu mà luôn luôn thanh tịnh thanh lọc tâm ý mình ha, đó là lời chư Phật dạy. Thì cái mà thanh lọc tâm ý mình đó là đang thiền, thiền định hay là thiền quán. Nếu mà mình đang ở trong thiền định đó, là mình đang ở trong cõi trời đó nghe quý vị. À, 10 cái tâm thập phúc hành tông, cái người mà thực hiện cái đó thì đang ở trong 10 cái xin lỗi, 6 6 cõi trời dục giới rồi. Đó là mình nói cái phần đó để qua bên, là do những cái tâm đại thiện thì người đó ở trong cái cõi trời dục giới, 6 cõi trời dục giới tùy theo cái phước của người đó. Hoặc là cái người đó đang ở trong cái cõi người mà gọi là người có phúc ha, gì người có phước là cái người đang ở trong một cái gia đình giàu sang phú quý ha, thân thể khỏe mạnh, tứ chi đầy đủ ha, rồi họ có đầy đủ, được nhiều người thương mến, là được ăn học, họ được tu tập những với những điều kiện tốt, được thầy thương bạn mến. Đó 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 là cái người mà họ có phước nhờ nhờ cái thập phúc hành tông này nè, thì họ sống ở trong cái cõi đời cõi trời gọi là người có phước. Còn cái người mà tu thiền định thiền quán đó là người đó ở trong cái cõi thiền, trong cõi thiền. Nếu mà mình chết trong thiền là mình sanh về về cõi trời liền rồi quý vị, một trong 20 cõi trời đó, cõi trời thiền đó, 16 cõi trời dục giới hoặc là bốn cõi trời vô sắc giới. Cho nên sư nói như vậy đó là cái chuyện mà tu làm những điều thiện và tu thiền định thiền quán nó phải tu cho nó liên tục ha, là cái điều này nó rất 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 là quan trọng. Cho nên hành giả hãy để ý cái điểm này ha. Dạ, mô Phật, sư thấy tỳ kheo Pháp Tính đã đến với lớp Phật rồi. Dạ, kính lễ tỳ kheo Pháp Tính. Mời Nguyên Như thỉnh Pháp Sư nha, và kính chúc chư Tôn Đức Tăng được an vui, khỏe mạnh, và kính chúc quý vị thính Pháp được an vui. Mô Phật. Nam mô Bích Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thân Tâm đã cho chúng con một bài pháp ngắn ngắn trong khi mà chờ giảng sư vào lớp. Dạ, nguyên như con xin kính đảnh lễ sư phụ Pháp Tính, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông vừa mới vào lớp. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, nguyên như xin kính mời chư vị cùng với nguyên như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Brahmacaloka
thi pa ti sa ham pa ti ca tân cha li an thi hoa rằng a ya cha tha san ti tha san tâm ba ra chăng kha cha ti ca đề sê tu thầm măng anu cầm bi măng ba chăng san thầm ma phê rinh quy nhà danh cha ca dân sùa tân cha bần thân a phi thầm mà chấm măng a cô ta dân tu cha tu san cha đăng đăng ba bố tha nầy dê ba ri sa và mạnh chê nắp mô bút thai giá nắp mô thầm ma giá Nam mô Sankhaya, và nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư phụ pháp tính cơ thể đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay tiếp theo về phần 12 nhân duyên, và con xin dâng mic lại cho sư phụ ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sankhaya. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi? Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết được điều này rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Thành Tâm, đại đức Pháp Trang cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục học phần ái duyên cho thủ, ái duyên cho thủ. Vậy thì trước khi bắt đầu vào thời giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách đúng tắc. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadame sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami lô cát xá na thăng quá rám mút tám mà hằng bút thành chát tâm mình chát bánh nà mà mỹ sằng khăn. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn Đức Tăng và xin chia điều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học phần ái duyên cho thủ. Thường thường ở trong đời của đời sống của chúng ta đó, hãy mà có ái rồi là nó đã là cái nhân mà đưa đến sanh tử rồi. Nhưng mà ở đây mình học thêm, mình biết thêm nữa là cái sự chấp thủ là tại sao vậy quý vị? Tại vì đối với tham ái mà nó khởi lên rồi đó, thì coi như là nếu mà chúng ta không khéo, chúng ta không khéo để mà chúng ta chặn lại, thì coi như là nó sẽ trở thành cái sự chấp thủ. Vậy thì cái tham ái là chúng ta đã biết rồi, còn bây giờ cái thủ là cái gì? Thủ là cái gì? Upadana có nghĩa là cái sự chấp nê, cái sự mà ôm ấp, không buông bỏ của tham ái hoặc là tà kiến, thì như vậy gọi là thủ. Vậy thủ ở đây nó cũng chính là ái tham và tà kiến. Chúng ta nhớ thường thường cái gì mà chúng ta có cái sự mà chấp nê, chúng ta có cái sự ôm ấp, chúng ta không có buông bỏ đó, thì cái lúc đó nó trở thành thủ. Chúng tôi nhớ hồi lúc chúng tôi học với hòa thượng dạy đơn giản ái mạnh thành thủ, ái mạnh thành thủ. Nhưng mà khi mà chúng ta học đó, thì chúng ta sẽ biết được là
cái sự mà nó chấp chặt, là khi mà chúng ta chấp chặt, chúng ta chấp nê chấp chặt, chúng ta ôm ấp là cái điều đó, cái cảm giác đó, hoặc là cái đối tượng đó, thì lúc bấy giờ nó trở thành trầm trọng. Trầm trọng là có nghĩa là nó trở thành ái tham và tà kiến rồi đó. Thành ra đó là thủ có nhiều khi có những người người ta bị hiểu sai lầm cái chỗ này. Người ta nghĩ rằng là thủ nó là một cái chi pháp riêng, một cái gì đó, nhưng mà thật sự ra thường thường chúng ta thấy rằng là khi mà ái mạnh nó trở thành thủ, vậy thì đối với thủ ở đây nó có bốn cái, nó có bốn cái khía cạnh, nó có bốn cái khía cạnh. Thứ nhất là dục thủ, kamubandhana. Dục thủ ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là sự đam mê ở trong năm cái cảnh dục. Rồi thứ hai là kiến thủ, có nghĩa là cái sự đam mê trong những cái điều mà mình chấp trước. Thì như vậy đó gọi là kiến thủ. Còn giới cấm thủ là cái sự chấp chặt trong những cái pháp tu mà nằm ngoài bát chánh đạo. Giới cấm thủ đó, hồi lúc trước thì chúng ta nói rằng giới cấm thủ nó có rất là nhiều, nhưng mà khi mà chúng ta muốn nói một cách gọn, khi nào mà mình bị rơi vào giới cấm thủ, khi nào mà mình đi ra khỏi mình đi ra khỏi cái pháp tu bát chánh đạo, thì như vậy đó thì gọi là cái sự mà giới cấm thủ. Thứ tư là ngã chấp thủ, có nghĩa là cái sự chấp chặt ở trong cái ý niệm cái bản ngã, có nghĩa là tôi, cái này là của tôi, cái này là do tôi, vân vân. Thì như vậy thì được gọi là ngã chấp thủ. Thường thường khi mà chúng ta vướng vào những cái thủ này đó, thì coi như là càng ngày nó càng làm cái nhân sanh tử luân hồi, nó không có buông bỏ cho chúng ta. Vậy thì đầu tiên ở trong đời sống của chúng ta, thí dụ như chúng ta thấy rằng thường thường mình làm cái gì mà được gọi là dục thủ với mình. Ở đây cái dục thủ đó, nó sẽ sanh khởi ở trong cái đời sống của chúng ta rất là nhiều. Thí dụ như đối với dục thủ là đam mê ở trong năm cái cảnh dục, trong năm cái cảnh dục. Vậy thì cái dục thủ này nó sanh lên tại sao mà nó liên quan với cái chi pháp này, cái bài học này? Đối với ái nó sẽ trợ duyên cho dục thủ, thì có nghĩa là ái nó trợ sanh cho ái. Tại vì sao? Tại vì trong cái trường hợp này, dục thủ, cái chi pháp nó là cái gì? Tham tâm sở. Thành ra đối với dục thủ có nghĩa là ái trợ sanh cho ái, có nghĩa là ái mà nó tăng trưởng, ái nó tăng trưởng mạnh thì coi như là nó trở thành thủ. Quý vị chờ chúng tôi tí xíu. Này Đức mới về hả? Đức về chưa vô ở đây dùng cơm nha. Dạ thôi. Hả? Ăn no quá rồi. Chưa đó. Chưa coi đi. Chưa làm gì, chưa đi đâu rồi. Đi tranh thủ đặng đi về dưới. Ăn dùng cơm chưa đi vậy? No lắm rồi. Không sao đâu. Vậy ngồi nó chơi đi, tôi đang giảng nha. Rồi, xin lỗi quý vị. Vậy thì dục thủ có nghĩa là ở trong cái đời sống mình đó, mình ham thích một cái cảnh nào đó, trong tất cả 6 cái cảnh chúng ta ham thích một cái cảnh nào đó, thì tự nhiên cái dục thủ nó sanh lên. Như lúc đầu chúng tôi nói dục thủ có nghĩa là mình ôm ấp hoặc là mình kháng khích với cái đối tượng nào thì coi như là
lúc đó dục thủ nó sanh lên. Vậy thì dục thủ ở trong cái trường hợp này là coi như là nó do đâu mà nó sanh khởi quý vị? Do ái nó sẽ sanh khởi lên, ái nó sẽ sanh khởi lên cái dục thủ. Vậy thì nếu mà chúng ta tu tập đó, mà chúng ta muốn coi như là chúng ta muốn mà để mà mình khắc chế được cái dục thủ đó, thì đối với các ngài dạy là chúng ta phải có cái sự tri túc, có cái sự tri túc. Thường thường làm tại sao mà mình sanh khởi lên cái sự tham là do chúng ta không có cái sự tri túc. Còn nếu mà chúng ta có cái sự tri túc đó, thì chúng ta sẽ ngăn chặn được đối với cái sự mình ngăn chặn lại được đối với cái dục thủ. Còn đối với cái những cái dục thủ này nó sẽ là cái nhân mà làm cho chúng ta sanh ra cái sự khổ, làm nhân sanh ra sự khổ. Trong cái này chúng tôi sẽ kể cái câu chuyện nó điển hình mà đối với ái mà nó làm duyên cho dục thủ. Cũng như là quý vị thấy rằng ở trong cái Cha Tất Cá đó có kể lại một cái câu chuyện của Đức Bồ Tát. Đức Bồ Tát của chúng ta đó có nghĩa là tiền thân của Đức Phật. Đức Bồ Tát của chúng ta trong cái kiếp đó, ngài đắc được ngũ thiền ngũ thông, đắc được ngũ thiền ngũ thông. Nhưng mà quý vị biết rằng là lúc đó là Bồ Tát của chúng ta bị hoại thiền vì cái lý do như vậy. Có nghĩa là Bồ Tát của chúng ta hằng ngày đó là coi như là được Đức vua Varanasi, một cái vị vua đó là coi như là hộ độ Bồ Tát rất là nhiều. Có nghĩa là coi như là hộ độ hàng ngày. Thì lúc đó quý vị biết không, có một lần đó Đức vua phải đi ra ngoài biên thì để chiến đấu, để đi chinh phạt. Thì Đức vua có dặn với hoàng hậu là coi như là ở trong hoàng cung thì nhớ mỗi ngày phải đặt bát cho Bồ Tát. Thì khi đó Đức vua đi rồi thì quý vị biết rằng hoàng hậu cũng nghe lời dặn của Đức vua để mà đặt bát hộ độ mỗi ngày cho Bồ Tát của mình. Thì một ngày đó hoàng hậu của chúng ta khi mà bà cũng như bà chuẩn bị đồ đặt bát xong hết rồi thì bà mới nằm chờ Bồ Tát đến để mà nhận bát. Thì lúc đó bà sơ ý, do bà nằm ở đó bà chờ thì bà không có cũng như là mặc y phục nó kỹ càng, thành ra bà chỉ quấn một cái tấm vải tròn lên người thôi, một cái tấm vải tròn lên người thôi. Thì lúc đó Bồ Tát của mình đi bằng thần thông mà đến để mà nhận cái đồ khất thực. Lúc đó quý vị biết Bồ Tát của mình ở trong kinh kể lại là do Bồ Tát đi bằng thần thông, thành ra coi như là mà lúc đó y phục của Bồ Tát bằng vỏ cây, thành ra Bồ Tát của mình vừa dùng thần thông đi vào ở trong cung thì nghe cái xẹt như vậy đó, thì bà giật mình. Bà giật mình thì bà ngồi dậy, bà hoàng hậu bà ngồi dậy, cũng như là cái sự ngồi dậy bất ngờ. Thì lúc bấy giờ là coi như là rớt cái miếng vải tròn ở trên người của bà xuống. Thì lúc đó Bồ Tát mới thấy cái thân hình của bà hoàng hậu. Thì lúc đó, từ cái lúc đó Bồ Tát của chúng ta nó về coi như là bị hoại thiền luôn, quý vị. Bị chẳng những bị hoại thiền mà coi như là lúc đó là Bồ Tát cứ nhớ cái hình ảnh mà Bồ Tát đã gặp ở trong cái lần đó.
Đến nỗi mà quý vị biết ở trong kinh là nói rằng là coi như là Bồ Tát của mình là bỏ ăn một tuần lễ. Nhà lúc đó Bồ Tát mình bỏ ăn một tuần lễ luôn quý vị. Thành ra đó, ở đây chúng tôi muốn kể lại cái câu chuyện này đó, là nói về cái ái mà nó làm duyên cho dục thủ. Cái ái mà nó làm duyên cho dục thủ, thì khi mà cái ái mà nó làm duyên cho dục thủ rồi á, thì quý vị thấy rằng á, là coi như là nó cũng là cái nhân tố, nó cũng là cái nguyên nhân để mà nó sanh lên cái sự khổ, cái sự khổ của bảo thủ. Thành ra đó, lúc đó Bồ Tát của mình là bị khổ là sao? Nhớ cái hình ảnh, nhớ cái hình ảnh đó, thành ra lúc đó Bồ Tát đã bị khổ tâm vì cái hình bóng của bà Hoàng hậu suốt cả một tuần lễ như vậy, rồi coi như là bỏ ăn luôn, không có ăn được, không, cũng như là do cái bệnh gọi là cái bệnh tâm đó. Thành ra ái mà nó làm duyên cho dục thủ là như vậy. Thì đối với những cái danh lợi hoặc là địa vị vân vân, nó cũng vậy quý vị, nó cũng là ái làm duyên cho dục thủ. Cũng như một cái trường hợp khác á, quý vị biết rằng á, có một cái vị vua trong thời đó, có một cái vị vua, thì cái vị vua đó là cai trị một cái lãnh thổ rất là lớn rồi, cai trị một cái lãnh thổ rất là lớn. Nhưng mà cái tâm của đức vua đó là luôn luôn lúc nào cũng muốn đi, chinh phạt để mà chiếm thêm những cái quốc độ khác, lúc nào cũng muốn đi chiếm thêm những cái quốc độ khác quý vị. Đó thì lúc đó vua Trời Đế Thích, lúc đó ngài biết rằng là ông vua này có cái tâm cũng như là ham muốn có nhiều cái quốc độ. Thành ra đó, lúc đó đó vua Trời Đế Thích đó, mới hóa hiện thành một cái chàng thanh niên xuống để nói với đức vua, tôi bây giờ đó, là con bây giờ con biết đó, là có ba cái quốc độ đó, ba cái quốc độ đó nó trù phú lắm, nó có tài sản nhiều lắm, mà đức vua đó mà muốn chiếm được ba cái quốc độ đó, thì thật sự ra không có cần binh lính gì nhiều hết, chỉ cần mà đem một ít đội quân đi đánh là sẽ chiếm được ba cái quốc độ đó luôn. Đó thì ông vua ổng nghe ông thích quá, thành ra đó ổng mới nghĩ rằng là bây giờ là phải đi chiếm ba cái quốc độ đó. Rồi cái chàng thanh niên á, mà là vua Trời Đế Thích á, nói như vậy đó, rồi quý vị biết nói mà ông vua ổng nghe ổng mừng quá, nói mà ổng quên hỏi là cái chàng thanh niên này là gốc gác ở đâu đồ này kia, rồi cũng bàn cái chuyện mà đi chinh phạt, đi chiếm những cái quốc độ kia đó. Đến nỗi mà ông vua ổng quên hỏi cái chàng thanh niên này ở đâu hết đó. Thành ra khi mà bàn xong rồi đó, chàng thanh niên nó ra khỏi hoàng cung đi về. Đó thì vua Trời Đế Thích là coi như là đi nói cho ông vua nghe vậy, rồi bắt đầu bỏ đi về. Thì ông vua lúc đó ổng quên hỏi gốc tích của chàng thanh niên này đâu. Thành ra ổng cứ ngồi ở trong cung, ổng chờ đợi cái thanh niên đó trở lại tiếp. Đến nỗi mà quý vị thấy rằng là coi như là giống như là lúc đó đó ổng chờ mòn mỏi đến nỗi mà nó sanh bệnh luôn. Thành ra đó mình mới nói rằng là ái nó sanh khởi sầu bi khổ u não. Đó quý vị thấy đối với cái dục thủ này đó, đối với cái ái này đó, nó sanh khởi sầu bi khổ u não là gì? Lúc đó ông vua đó, quý vị biết rằng ở trong kinh đó, kể lại là ông vua ông ăn ngủ không được. Ông ăn ngủ không được, ông nghe nói có ba cái đất nước lân cận ở đây mà tài sản ở trong đó là nó trù phú, nó nhiều lắm, mà muốn chiếm được ba cái quốc độ đó nó dễ như trở bàn tay vậy đó. Tự nhiên lại quăng cho người ta một cục vậy rồi không có thấy đi quay trở lại.
Đó, cũng như quý vị thấy rằng có nhiều người ở trên cái đời này cũng vậy. Họ bị người khác chiêu dụ. Thí dụ như chúng tôi thấy những người mà người ta mua bán đồ cũng vui lắm quý vị. Người ta thấy ví dụ như người đó có cái món đồ gì đó, người ta trả giá cao, người ta trả giá cao, rồi xong rồi cái bắt đầu là người ta đi về, người ta không mua, người ta đi về, người ta không mua, người ta hẹn cái gì đó, rồi người ta không mua, rồi cái người đó là tưởng mình là có cái món đồ đó là cái giá trị nó cao lắm, nhưng mà thật sự ra nó không có. Đó quý vị thấy rằng á, bây giờ ở đây chúng tôi nói rằng á, là ở Việt Nam mình á, là cái người Việt mình á, là quý vị thấy rằng á, người ta là thích đeo cái gì quý vị? Đeo cái cẩm thạch, đeo cái cẩm thạch. Đó, mà quý vị biết không, mua nó rất là mắc tiền. Mua cái, chúng tôi biết được có những bà, có những cô mua cái cẩm thạch đó, nó rất là mắc tiền. Rồi đeo á, thì quý vị thấy rằng á, có người á, thì đeo á, càng ngày nó càng đẹp. Có người á, đeo nó càng ngày càng xấu. Nhưng mà người ta nghĩ rằng á, cái giá trị đó nó rất là cao. Cái giá trị đó nó rất là lớn. Nhưng mà quý vị biết á, khi mà đem ra bán á, thì không được nhiêu tiền hết. Đem ra bán không được nhiêu tiền hết. Rồi á, có người á, thì nói rằng, ủa sao là tôi đeo nó không lên nước. Tôi đeo nó không lên nước bà. Cái bà mà bán, bà nói sao không? Tại là bà xui quá. Tại bà xui quá, đeo nó không có lên nước. Ai mà đeo cẩm thạch đó mà nó không lên nước đó là nó xui. Nhưng mà thật sự ra đó là đâu phải quý vị. Quý vị biết sao mà nó không lên nước, nó không đẹp không? Cẩm thạch giả, đồ giả, đồ giả sao nó lên nước? Đó, cái đồ đó là quý vị biết rằng là mình bị người ta xí gạt. Cái đồ đó đồ giả. Đó, thành ra nó, nhưng mà có những người người ta vẫn nghĩ là cái đó đó là cái đó là đang mình đang giữ trong người mình một cái giá trị, cái dòng đó cái giá trị rất là cao. Nhưng mà thật sự ra mình đem ra bán không ai thâu lợi hết á, không ai mua hết á. Bây giờ nó cái dòng đó nó đen xì lì, hoặc là nó lì rồi, nó không lên nước là nó lì rồi. Giống như là quý vị thấy rằng á, cái hàng của Trung Quốc á, nó làm hay lắm, nó làm hay lắm. Những cái bột đá đó nó ép lại, nó ép lại rồi nó làm, không biết là do người ta làm cái chất gì đó, khi mà mình mua đó mình thấy nó rất là đẹp, nhưng mà mình về nó sẽ lì. Còn nếu mà đá thiệt á, là quý vị thấy rằng á, mình đeo càng ngày càng lên nước. Nhưng mà ở đây đó, trở lại cái vấn đề mà chúng tôi nói cho quý vị nghe đó, là có nghĩa là mình bị ôm ấp. Mình đeo cái dòng đó, cái dòng cẩm thạch đó, đó là cái đồ giả, mà mình tưởng rằng là cái giá trị nó rất là cao. Nhiều khi á, mình biết á, là mình đem ra bán người ta cũng không có mua giá cao nữa. Nhưng mà mình cứ chấp ở trong cái tâm của mình á, rằng là cái này nó có giá trị lắm. Cái này nó có giá trị lắm. Cũng như ông vua mà quý vị thấy rằng vua chờ để thích á, quá hiện thành một cái thanh niên á, quăng cho ổng quyên một cục có ba cái quốc độ xung quanh ở đây nè. Ba cái quốc độ này trù phú lắm, đức vua chỉ cần mà đem quân đi đánh chiếm giống như là chở bàn tay vậy, dễ như chở bàn tay vậy đó. Rồi quăng cho ông vua một cục vậy đó, rồi xong rồi ông vua ông cứ ôm ấp riết à, ông cứ chờ cái người thanh niên đó quay trở lại để chỉ đường. Rồi ông chờ riết rồi thì quý vị thấy rằng á, lúc đó đó là ông ăn không được, ông ngủ không được, tại vì cái tư tưởng mình cứ chờ đi đánh chiếm những cái xứ đó, những cái quốc độ đó. Thành ra đó, ông cứ chờ đợi thanh niên nó quay trở về, chờ đợi riết, cuối cùng đó, thì ông vua ăn không được, ngủ không được. Thành ra đó, nằm ở trên lông sàng mà người nó như là cái cục bột vậy đó, có nghĩa là nó mệt nhừ luôn. Thì lúc bấy giờ Bồ Tát của chúng ta đó, là tiền thân của Đức Phật đó, Bồ Tát của chúng ta nghe biết được cái điều này. Cũng như là Bồ Tát nghe mới biết được cái điều này, Bồ Tát mới đi vô xin gặp diện kiến Đức Vua, rồi hỏi Đức Vua long thể sao. Đức Vua nói long thể của trẫm bây giờ coi như là mệt mỏi, ăn không được, ngủ không được, mà không biết bị cái bệnh gì. Thì Bồ Tát là một cái người có trí mà quý vị. Cái Bồ Tát hỏi là từ khi nào mà Đức Vua bị bệnh, bị mệt, bị bỏ ăn như vậy,
Thì ông vua ông kể là một cái ngày nọ đó, một cái ngày trước đó, có một cái thanh niên nó lợi tự nhiên là nói là đi đánh chiếm những cái quốc độ này quốc độ kia đó, rồi chậm chờ đợi, chậm hứa hẹn, rồi coi như hai bên hứa hẹn, rồi coi như chờ đợi, mà chờ đợi hoài, chờ đợi hoài mà không có thấy thanh niên nó đến. Đó, thành ra lúc đó Bồ Tát biết rồi, biết ông vua này do ông tham quá, ông tham quá thành ra ông chờ đợi cái tư tưởng ông, thành ra ông ăn uống đều không có được, ông không có ăn uống được quý vị. Đó thì lúc đó Bồ Tát mới giảng giải cho ông hiểu. Bồ Tát nói bây giờ đức vua là chủ một cái quốc độ rồi, đức vua mà có muốn thêm mà ba cái quốc độ nữa, có muốn thêm ba cái quốc độ nữa thì đức vua đó, lúc đó đức vua cũng đâu có ăn được 4 phần cơm trong một buổi ăn. Đó, rồi đức vua mà chiếm được ba cái quốc độ đó nữa rồi đó, thì đức vua một mình đức vua cũng đâu có thể ngủ ở trên 4 cái chiếc giường. Quý vị thấy Bồ Tát mình phân tích ra, Bồ Tát mình phân tích ra chỉ đem lại cái sự bất lợi cho đức vua thôi. Đức vua không thể nào mà ở một ngày mà ở trong quốc độ này, rồi buổi sáng buổi trưa buổi chiều buổi tối mà đức vua chạy qua cái quốc độ khác để mà ở hết. Đó thì khi mà Bồ Tát phân tích cho đức vua rồi đó, thì ông vua lúc đó không, ông đã bỏ cái tư tưởng đó và trở lại khỏe mạnh trở lại liền. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng đối với cái bệnh về tinh thần cái bệnh về tinh thần nó cũng rất là quan trọng. Đối với cái dục thủ này đó, nó cũng rất là quan trọng. Tại vì mình nghe nói dục thủ không, mình không có sợ quý vị. Nhưng mà khi mà mình vướng vào rồi đó, mình vướng vào rồi đó, thì coi như là lúc đó mình sẽ bị bất an. Bất an là do đâu? Do mình chấp chặt vào những cái tư tưởng, những cái điều đó, thành ra mình trở thành khổ não. Đó, thành ra nếu mà chúng ta muốn để mà đối trị lại với cái dục thủ này á, thì chúng ta phải có cái sự tri túc, chúng ta phải có cái sự biết đủ, cái sự tri túc là chúng ta ngăn lại được cái dục thủ này. Đó, cái quý vị coi vậy đó, cái pháp này nó sẽ đối trị rất là hữu hiệu. Đó, rồi vậy thì kế tiếp á, cái trường hợp nào mà ái mà nó làm duyên cho kiến thủ. Hồi nãy là chúng tôi thí dụ quý vị là chúng tôi đã trình bày quý vị là dục thủ, kiến thủ. Vậy thì kiến thủ á, là cái sự đam mê, cái sự đam mê chấp chặt trong cái điều mà mình trong những cái điều mà mình đang nắm giữ, mình đang chấp trước. Đó, vậy thì cái kiến thủ ở đây đó, nó cũng là từ cái gì quý vị? Cũng từ cái sự tham ái. Tại vì cái trường hợp này là ái làm duyên cho kiến thủ. Vậy thì nó cũng bắt nguồn từ cái tham ái. Nó cũng bắt nguồn từ cái tham ái mà nó trở sanh để mà cho làm cái kiến thủ. Nó trở thành cái kiến thủ. Quý vị biết rằng ngày ở trong Cha Tá Cá đó có kể lại cái câu chuyện đó, ở xưa kia đó có một cái vị vua đó rồi cái vị vua này á là coi như là có một cái nguyên soái, có nghĩa là một cái người mà để mà lo cho ông vua đó, lo cho nước vua đó. Thì một lần đó đó, cái vị nguyên soái đó mới đem đức vua đi gặp sư phụ mình. Đó, có nghĩa là quý vị thấy rằng là những cái vị tướng mà ở trong triều đình á, mà là cái người mà phụ tá, người cận kề với đức vua đó, thì thường thường á là có một cái vị sư phụ của mình ở ngoài thế gian. Có nghĩa là đối với cái vấn đề mà tâm linh đó, thì coi như là những cái vị tướng sói đều có những cái vị sư phụ của mình hết. Đó, thành ra một lần nọ đó thì coi như là cái vị nguyên sói này đó
mới đưa ông vua của mình đến để mà gặp sư phụ của mình. Rồi khi đó đó, cái ông vua đó, ông mới hỏi cái vị sư phụ của cái tên mà cái nguyên soái này đó, ông vua ông hỏi rằng là làm như thế nào á để mà được sanh về thiên giới, làm như thế nào được sanh về thiên giới. Thì lúc đó đó, quý vị biết cái là cái ông ngoại đạo này ông mới trả lời rằng, ông mới trả lời đó là coi như là thôi đừng có cần gì mà sanh về cõi trời hết đó, đừng có lo ba cái chuyện đó, mà hãy nghe cái lời ta dạy nè, coi như là những cái nghiệp thiện nghiệp ác đó, chẳng qua chỉ là những cái từ ngữ để mà nói thôi, những cái từ ngữ mà để mà nói thôi đó, dù mình có làm lành hay là mình có làm ác thì nó cũng không có quả gì thục gì hết, hãy mà nó trải qua đủ 84 đại kiếp, nó trải qua đủ 84 đại kiếp là coi như là lúc đó đó là nó sẽ kết thúc luân hồi, kết thúc luân hồi đó. Quý vị thấy ghê không, quý vị thấy ghê không đó, thành ra mấy ông rõ quá, mấy ông rõ biết nó chi phối đó. Quý vị thấy ghê không, có nghĩa là quân tướng đầu này kia đó đi đến với những cái vị xin mở cái quạt lên giùm, mở cái quạt lên giùm tay xin. Đó thì nôm na là cái ông giáo chủ này á, ông nói là coi như là đức vua đừng có bận tâm về gì về cái sự mà sanh cõi trời đó, tất cả chúng sanh ở trong cái đời này á, hễ mà trải qua đủ 84 đại kiếp là coi như là niết bàn đó. Cũng giống như ở trong thế gian này đó, quý vị biết ngày nay đó cũng có nhiều người có suy nghĩ như vậy. Mình trải qua những cái kiếp sống luân hồi rồi đó, nó đủ cái số như vậy á, là coi như đến cái lúc nào mà đủ cái số đó đó thì coi như là nó sẽ chấm dứt cái sanh tử luân hồi đó. Thì lúc đó đó, nghe tới đó đó thì cái ông nguyên soái này đó, ông mới quán hồi kiếp trước đó, trước đó là ta là coi như là ta làm đồ tể, mà bây giờ đó sanh lên làm cái một cái vị mà tướng sói có đầy quyền uy vậy. Thành ra hồi mới vừa kiếp vừa rồi đó ta làm đồ tể, mà bây giờ đó mà sanh lên làm nguyên sói đó. Thì lúc đó đó quý vị, ở trong kinh đó, mới nói rằng là ông này đó là cái kiếp trước ổng thật sự ổng là một cái người mà chuyên môn giết trâu giết bò đó. Nhưng mà quý vị biết rằng ở trong kinh là giải thích là do ông chỉ nhớ được có một kiếp thôi, chứ ở trong cái kiếp sống trước đó nữa đó, thì quý vị biết là coi như là cái ông nguyên soái này đó là ổng là một cái người mà cúng dường cái tháp thờ Xá Lợi của Đức Phật Kassapa, Đức Phật Ca Diếp đó. Thành ra do cái nghiệp lành đó đó mà bây giờ cho ổng tái sanh, thành một cái vị mà tướng sống đó. Còn cái nghiệp mà giết trâu bò trước đây đó là coi như là nó chưa có kịp mà chỗ quả. Rồi lúc đó đó quý vị biết rằng cũng có một cái ông nô lệ, ông ngồi đó nữa, có một cái ông nô lệ có nghĩa là cái tùy tùng mà đi theo đó. Thì cái ông tùy tùng này ổng đi theo á, ổng mới ngồi, ổng cũng nghe nói đến cái chuyện này, ổng mới bật khóc, ổng mới nói rằng đúng rồi, ở trong cái cuộc đời tôi cũng vậy, tôi nhớ lại ở trong kiếp trước của tôi, tôi là một cái người mà bố thí, giữ gìn giới hạnh rất là nhiều, nhưng mà bây giờ tự nhiên là sanh làm cái loài nô lệ, sanh vô cái dòng nô lệ này. Nhưng mà quý vị biết ở trong kinh á, kể lại đó là
do là ông bị một cái nghiệp mà ở trước đó mấy kiếp nữa. Có nghĩa là trước đó mấy kiếp á, thì quý vị thấy rằng á, cái ông nô lệ này đó, ông cũng sanh làm một cái người nông dân, một cái người nông dân đó. Thì một lần nọ đó, cái ông này ông ở trong, ông đi ở trong rừng á, để mà ông đi tìm những cái đồ quý ở trong rừng. Thì lúc đó đó có một cái vị tỳ khu giới hạnh rất là trong sạch, cái vị tỳ khu này bị lạc ở trong rừng, cái vị tỳ khu này đó mới hỏi đường của ông, hỏi đường để mà ông chỉ đi ra khỏi cái khu rừng này. Mà cái vị tỳ khu này hỏi hoài mà ông cũng không chỉ, thành ra cái vị tỳ khu đó mới năn nỉ, năn nỉ là ông chỉ giùm tôi cái đường đi ra khỏi cái khu rừng này đi. Thì năn nỉ hoài á, thành ra cái ông này ông bực mình, ông nói tu hạnh gì đâu mà cái đường đi mà cũng không biết, cái đường đi cũng không biết nữa, tu hành cái kiểu này á, thôi đi làm nô lệ, đi làm nô lệ cho người ta còn hay hơn. Đó quý vị biết, nhưng mà cái vị tỳ khu đó là một cái người mà có giới hạnh trong sạch. Thành ra do cái nghiệp đó mà bây giờ cho ông sanh làm, sanh ở trong cái dòng nô lệ, phải làm cái người nô lệ cho người ta. Đó, thành ra đó, ở đây đó, chúng tôi kể những cái câu chuyện này đó là cho chúng ta biết rằng là có những người, người ta dục mà nó làm duyên, dục mà nó làm duyên cho kiến thủ. Có nghĩa là mình chấp trước những gì mình biết, mình chấp trước những gì mình biết. Đó, cũng như quý vị thấy rằng có những người ở trong thời nay, người ta nói tu làm chi, tu làm chi giờ đâu có ai. Đó bây giờ chỉ coi ai mà có đắc thành thông đâu, có ai thành Phật đâu, chỉ cho tôi coi thôi, chỉ cho tôi coi thôi. Thật sự ra đó, những người đó, là do người ta chấp vào cái sự hiểu biết của người ta, mà người ta ôm ấp cái điều đó. Mà thật sự ra người ta không có biết, người ta không có biết rằng là người ta bị sai ở cái chỗ nào. Thường thường á, do những cái nghiệp nào đó nó ở trong quá khứ, nó trổ mà bây giờ mình không biết. Có những người, quý vị thấy rằng người ta đang sống ở trong cái cuộc sống này, tự nhiên những cái đau khổ nó ập đến cho người ta, hoặc là có những người có những cái hạnh phúc nó ào đến. Thì những cái điều này á, là do là cái nghiệp ở trong quá khứ, rồi cái nhân ở trong hiện tại, quý vị, cái nhân ở trong hiện tại, hai cái này nó hiệp trợ, thành ra nó đem đến cho cái cuộc đời của mình đau khổ hay là hạnh phúc. Nhưng mà một cái người tu tập đó, mình thấy rõ cái điều này và mình chấp nhận được cái điều này á, thì mình mới từ từ mình mới tháo gỡ được. Cũng như là quý vị thấy rằng á, mình học trong cái bài thập nhị nhân duyên này, chúng ta thấy rằng những cái mắt xích này á, nó dính sát với nhau, chúng ta rất là khó để mà gỡ ra đó. Nhưng mà quay trở lại đó, ái mà nó làm duyên cho kiến thủ, ái mà làm duyên cho kiến thủ là có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là mình chấp chặt vào cái sự hiểu biết của mình, mà nó không ngờ cái sự hiểu biết đó là cái sự hiểu biết sai, thành ra đó mới gọi là ái làm duyên cho kiến thủ. Quý vị nhớ, ái cũng làm duyên cho dục thủ, ái cũng làm duyên cho kiến thủ. Rồi cái trường hợp thứ ba là ái nó trợ sanh hay là nó làm duyên cho giới cấm thủ. Giới cấm thủ đó, cái trường hợp này có nghĩa là như thế nào, quý vị? Có nghĩa là mình muốn đạt đến một cái cảnh giới giải thoát, mình muốn đạt đến một cái cảnh giới giải thoát nào đó, hoặc là mình muốn sanh lên thiên đàng đó. Nhưng mà mình chấp chặt vào một cái pháp tu tà bại, một cái pháp tu mà nó không có chân chánh, thì như vậy đó gọi là giới cấm thủ. Đó, như vậy là gọi là giới cấm thủ. Ví dụ như ở trong thời Đức Phật, quý vị thấy rằng có những vị người ta tu theo cái hạnh con chó, hạnh con bò, hoặc là
Hoặc là bây giờ quý vị lên YouTube đó, quý vị bấm đi, quý vị lên YouTube, quý vị bấm vô cũng có những, có những cái tu sĩ mà người ta tu theo cái phái lõ thể đó. À, bữa chúng tôi coi ở trên YouTube đó, có trên YouTube đó. Đó, trong những cái trường hợp đó, đó là giới cấm thủ quý vị. Cái này á, là chúng tôi kêu quý vị á, là lên YouTube quý vị coi á, chứ thật sự á, là chúng tôi qua bên Ấn Độ á, là chúng tôi thấy rồi. À, chúng tôi thấy rồi quý vị. Có nghĩa là lúc đó mình mắc cỡ lắm. Mình đi một đoàn chư tăng vậy đó. Mình đi một đoàn chư tăng rất là đông. Mà quý vị biết rằng á, cái người dân Ấn Độ á, nó thấy mình á, không ai người ta thèm đếm xỉa, không ai thèm ngó gì tới mình hết quý vị. Đó, vậy mà những cái vị tu sĩ mà bên cái đạo lõ thể á, là quý vị biết rằng á, là họ vừa đi ngang qua đó. Mà quý vị biết á, là tu sĩ lõ thể á, là coi như là trần truồng không có cái gì che trên người, trần truồng mà đi ở ngoài đường vậy đó. Mà quý vị biết không, đàn bà con gái rồi đàn ông rồi đủ thứ người, người ta súng lại, người ta quỳ, người ta đảnh lễ. Trời, người ta đảnh lễ còn hơn đảnh lễ Phật nữa, còn hơn đảnh lễ Đức Phật nữa quý vị. Đó, thì ở trong những cái điều này đó, quý vị thấy rằng là những cái đó đó là nó tà kiến không à. Đối với ví dụ như quý vị thấy rằng là tín nữ Visakha, nó nghe nói rằng là có các vị A-la-hán, A-la-hán đến. Bà chạy ra bà coi, bà nói trời, A-la-hán gì không có mặc đồ gì hết nữa. Nhưng A-la-hán là quý vị thấy rằng là coi như là những cái vị mà phải có tàm, có quý, có tàm, có quý chứ. Đó, bà quý Saka bà nhìn về thôi, không tiếp rước, không có dự lễ gì hết. Đó, thì trở lại với cái trường hợp mà ái mà nó trợ sanh cho giới cấm thủ đó, là có nghĩa là chúng ta muốn sanh về cái cõi trời, hoặc là chúng ta muốn được cái an lạc của cứu cánh giải thoát, nhưng mà chúng ta hành cái pháp nó không có đúng, đó cũng như quý vị thấy ở Việt Nam không đó, đạo đứng, đạo nằm, đạo ngồi, đạo uống nước dừa, đạo ăn bông, đạo quá trời đạo luôn. Đó, mà đạo nào cũng nói là coi như là hành theo cái này nó sanh thiên. Đó, cũng như lúc trước chúng tôi nhớ có cái cô đó, cổ đi ở chung đoàn đó quý vị, chung đoàn của chúng tôi đó, cổ tu cái pháp môn là coi như là uống nước không à, không có ăn. Tu cái pháp môn mà uống nước không à, không ăn quý vị. Trời ơi, quý vị biết là coi như là người ta đi là người ta hùng tiền để ăn đồ này kia. Cô đó cổ coi như là cổ tu cái hạnh của cổ là uống nước để mà thanh lọc phiền não quý vị, dùng nước để mà tẩy rửa những cái phiền não ở trong người, mà thành ra cổ đâu có ăn. Đó, vì quý vị biết người ta vô quán là người ta phải hùng tiền lại, chia năm chia bảy ra coi như là trả tiền. Nhưng mà đối với cổ không có tốn tiền đó. Đó, gặp chúng tôi nói rằng nếu mà cô tu thêm cái pháp môn mà không có ngủ nữa là cô khỏe luôn. Cô hỏi làm sao khỏe? Thì cô đi du lịch cô khỏi cần mướn khách sạn, tại cô đâu có ngủ rồi, cô đâu có ăn đâu. Cô không có tốn gì nữa hết. Nhưng mà thật sự ra đó quý vị biết không, thật sự ra đó là chúng tôi hỏi á, cái vị mà truyền cái pháp môn tu này cho cô á, là cái vị đó có ăn không? Đó, thì cô nói có chứ, sư phụ con ăn ngày tới ba cử lần đó. Hỏi ủa sao ngộ vậy? Sư phụ của cô á, là truyền cho cô cái pháp môn là uống nước lạnh, tu mà uống nước không, mà sư phụ của cô ăn ngày ba cử. Cái cô nói là sư phụ con phải đi hoằng pháp, sư phụ con phải đi hoằng pháp ở nhiều nơi, thành ra nó coi như là nó cái cơ thể á, nó cần phải dùng cái thức ăn đó. Thì quý vị biết á, khi mà chúng tôi hỏi ra vậy, tại vì á, lúc đó quý vị biết không, cái cô đó đó thật sự ra cổ khoe với chúng tôi, cổ nói sư nhìn cái bát bo của con nè, cái bát bo của con đó là coi như là nước nào con cũng đi rồi hết đó, chỉ có nước Mỹ là con đi không được thôi. Nước Mỹ lần nào con phỏng vấn cũng rớt hết đó.
cái lúc đó chúng tôi mới hỏi, ủa làm sao mà cô có tiền cô đi nhiều nước như vậy, làm sao mà cô có tiền cô đi nhiều nước mà thiệt quý vị, cái bát bô của cổ chúng tôi thấy rằng đóng dấu nước nào cũng có, mà chỉ có nước Mỹ không có trong đó thôi, là cổ đi Mỹ không được. Đó thì chúng tôi tìm hiểu ra thì chúng tôi mới biết rằng là coi như là cổ có một cái căn nhà ở Sài Gòn xưa trước 75 cha mẹ để lại cho cổ cái căn nhà đó, rồi cái căn nhà đó là cổ cho người ta mướn, người ta thuê, người ta mở cái công ty rất là lớn. Cái thời điểm đó năm 2005 2006 đó, mà quý vị biết rằng là coi như là cổ cho người ta mướn mà nghe nói đâu là cả chục ngàn đô, người ta mướn, người ta mở công ty đó, là 10.000 đô một tháng. 10.000 đô một tháng quý vị. Rồi cổ mướn lại cái căn nhà ở trong hẻm gần ở đó có 500 đô một tháng 500 đô một tháng Đó thành ra quý vị thấy là một tháng cổ có 9.000 đô lận. Thì tiền mà không chồng không con, không chồng không con, rồi quý vị thấy rằng tiền xài đâu hết. Hình như có con nhưng mà con bên nước ngoài, có con mà con bên nước ngoài quý vị. Thành ra đó quý vị thấy tiền xài đâu hết. Đó thì chúng tôi nói thiệt, công nhận đúng là cái bà này nếu mà bà làm đệ tử mình thì được ha, coi như là bà đâu có ăn gì đâu, mà tiền thì quá trời không ăn gì, mình truyền cái pháp môn này là vô mánh rồi, mình truyền cái pháp môn này là đúng rồi. chúng tôi nghĩ là bây giờ là mình coi người nào mà người ta có tiền mình truyền mấy cái pháp môn mà đừng ăn gì hết, người ta để dành tiền nó cúng nhau. Ta để dành tiền ta cúng như mình đó, thành ra chúng tôi nghĩ rằng hay hơn chứ nếu mà mình dạy người ta ăn uống điều độ hoặc là đầy đủ á là nó mất công nó tốn thêm nữa quý vị. Đó thành ra chúng tôi mới biết rồi, thôi coi như là cái cô này là cổ bị trúng phép rồi. Thành ra đó chúng ta thấy rằng á, nhưng mà quý vị biết không, có những người đó là người ta bị cái ái là cái chỗ nào, người ta tin, người ta nghe, người ta mong muốn, người ta sanh cõi trời hoặc là người ta sanh về thiên giới gì đó, hoặc là người ta được cứu cánh giải thoát gì đó. Thành ra quý vị biết rằng là người ta quyết tâm người ta hành. Thật sự ra quý vị thấy rằng những người mà người ta ăn kiêng đó, để cho cái thân hình của mình nó đẹp, nó ốm lại đồ này kia đó, nhưng mà đến một lúc nào đó, người ta sẽ ăn trở lại bình thường. Nhưng mà đối với cái vấn đề mà tâm linh á, đối với cái đời sống tâm linh á, cái tinh thần của mình á, đã mình tin theo cái điều đó rồi là coi như là mình hành coi như là cẩn mật lắm quý vị, hành rất là nghiêm ngặt, hành rất là cẩn mật. Thành ra đó cái gọi là trường hợp đó gọi là ái trợ sanh cho giới cấm thủ. Những cái điều nào mà mình chấp chặt vào đó mà mình không có đi đúng với chánh đạo á, thì trong cái trường hợp đó gọi là giới cấm thủ. Đó vậy thì chúng ta đã hiểu được ngài cái trường hợp mà ái mà trợ sanh cho giới cấm thủ rồi, có nghĩa là mình muốn đạt đến cảnh giới giải thoát nào đó, hoặc là mình muốn đạt đến cái cảnh giới thiên đàng nào đó mà mình chấp vào những cái pháp tu mà nó không có đúng, những cái pháp tu nó tà vại. Thí dụ như người ta ăn cơm mà mình ăn bông, người ta ăn uống bình thường mà mình đi uống nước không, mình không có ăn. Người ta bốn quay nghi điều độ, đi đứng nằm ngồi đầy đủ, mà mình là coi như là mình chỉ có đứng thôi, mình không có nằm, không có ngồi đồ này kia. Đó có nghĩa là nói chung là mình làm nó ngược, mình làm nó ngược với cái dòng đời. Đó thành ra như vậy đó thì gọi là giới cấm thủ, như vậy gọi là giới cấm thủ. Chứ quý vị chúng ta ở trong cái giới cấm thủ này nè, mình có nhiều cái đó là mình phải coi kỹ lại, chứ đừng gặp ai cũng nói người ta giới cấm thủ, người ta chữ chết là không có được. Đó, người ta chữ chết là không được. Đó quý vị thấy rằng á, ở trong lớp học này á, trong lớp học này chắc cũng nhiều người ăn chay lắm ha. Nói chuyện tới ăn chay chắc đụng chạm dữ thôi, cái đó là khó quá, bỏ qua đi.
Đó, quý vị thấy người ta ăn uống đàng hoàng á. À, thôi bỏ qua cái chuyện ăn chay đi. Kệ, ai muốn ăn chay vô thanh tịnh, ăn chay phát triển lòng từ bi, thôi cứ ăn đi. À, tại vì thời buổi này á, quý vị biết sao? Thời buổi này nguy hiểm lắm, ăn đồ nó trúng chất bảo quản, ăn trúng cái gì đó. Nhưng mà quý vị, dạ, không, cái thời buổi này ấy, thật sự ra đó, quý vị biết không, mình ăn rau cải nó tốt, mà ăn rau cải nó tốt, nhưng mà đừng nói ăn rau cải để mà phát triển tâm từ hoặc là thanh tịnh đồ này kia, thôi nghe nó chán lắm quý vị. Quý vị thấy không, mấy người mà ăn tàu hủ đồ này kia gây quá trời gây, hung dữ quá chừng luôn. Rồi thôi, vậy thì á, ái mà trợ sanh cho giới cấm thủ á, là coi như là mình muốn đạt đến cái cảnh giới giải thoát nào đó, nhà muốn lên thiên đàng gì đó mà mình hành sai pháp, mình hành nó không có đúng pháp, thành ra gọi là ái trợ sanh cho giới cấm thủ. Rồi rồi, cái trường hợp mà ái trợ sanh cho ngã chấp thủ, có nghĩa là quý vị thấy rằng á, coi như là mình luôn luôn mình có một mình có một cái sự mà chấp về cái bản ngã của mình, chấp về cái bản ngã của mình, có nghĩa là mình thí dụ như là mình nghĩ rằng là tôi có con mắt, tôi thấy cũng như là con tôi được cái là mắt tôi rất là đẹp nha, được cái là con mắt tôi nó thấy rất là rõ đồ này kia đó, thì những cái đó gọi là ái mà nó trợ sanh cho ngã chấp thủ. Tại vì quý vị thấy sao? Tại vì con mắt của mình á, mình tính ra đi, mình mà muốn có được cái sự thấy á, thì sao quý vị? Đòi hỏi mình phải có thần kinh nhãn phải không? Đòi hỏi mình phải có cảnh sắc phải không? Rồi đòi hỏi mình phải có ánh sáng phải không? Rồi đòi hỏi mình phải có cái sự chú ý thì mình mới thấy được cái hình ảnh đó. Mà con mắt mình á, là đẹp hay là xấu á, là do ở trong quá khứ mình tạo những cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện đó, rồi bây giờ nó cộng với cái nhân hiện tại như vậy đó, thì nó mới hình thành cái sự thấy thấy rõ hay là mình thấy mờ vân vân đó. Mà mình nghĩ rằng là mình có hoặc là của mình đồ này kia, thành ra trong cái trường hợp đó đó, nó là ái mà trợ sanh cho ngã chấp thủ đó. Quý vị thấy rằng á, đối với ở trong cái đời sống sinh hoạt của mình á, mình làm cái gì nó cũng phải có nhiều cái nhân duyên hết. Quý vị muốn đi vô đây, quý vị nghe pháp, quý vị cũng có nhân duyên với cái người giảng, rồi cái nhân duyên với cái lớp học này, rồi quý vị cũng phải có cái sức khỏe, rồi quý vị phải có cái thời gian quý vị rảnh vân vân. Chứ nhiều khi á, mình nói rằng mình muốn là được, chưa chắc gì quý vị. Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật á, thiết pháp, các pháp nó là vô thường, khổ, vô ngã. Quý vị biết không, ở trong cái thờ của Đức Phật mình á, có một cái vị mà tên là Sắc Chắc Cá. Một cái vị Sắc Chắc Cá đó, cái nhân vật đó đó là cái người học rất là rộng, mà quý vị biết những cái kinh Phệ Đà đó, kinh Phệ Đà mà cái vị đó học rất là rộng. Thành ra cái vị đó là cứ đi luận chiến, đi luận chiến với đệ tử của Đức Phật. Rồi lần đó đó mới đi luận chiến với Đức Phật đó, thì cái vị Sắc Chắc Cá đó là nói Đức Thế Tôn á, là đối với Đức Phật á, thì thiết các pháp là vô thường, khổ, vô ngã, phải vậy không? Thì Đức Phật nói phải, ta thiết như vậy đó. Thì cái vị này mới nói á, là mình ở trong cái mình muốn làm một cái gì đó, mình muốn làm một cái điều gì đó ở trong hàng ngày đó, thì là đều phải có cái tâm để mà nó sai sử, phải là cái đó là đều phải có một cái bản ngã để điều hành. Có nghĩa là mình có cái bản ngã, mình có cái bản ngã mà sao mà Đức Phật nói là các pháp là vô ngã đó, có nghĩa là mình có cái tự ngã của mình. Rồi cái lúc đó quý vị biết không, Đức Phật nói rồi, Sắc Chắc Cá nói vậy phải không? Sắc Chắc Cá biết là ở trong cái quốc độ này á, là ông vua Phát Xê Na Đí á, là coi như là ông quyền quy của ông là cao nhất ở trong quốc độ này phải không? Sắc Chắc Cá dạ đúng.
Vậy thì ông vua Bá Xê nó đi đó, giờ ông muốn bắt cái người đó, ông hình phạt, ông muốn bắt cái người đó, ông lấy roi ông quýnh được không? Thì lúc đó Sắc Chắc Ca nói dạ bạch Thế Tôn được, tại vì ổng quyền uy ổng cao nhất ở trong quốc độ này à. Đó, vậy thì tại sao mà Sắc Chắc Ca nói là mình có cái bản ngã, ngà mình có cái bản ngã của mình. Đó, thì lúc đó đó quý vị thấy rằng là coi như là Sắc Chắc Ca đó là gục đầu, ngà thục đầu lại cũng không không có dám coi như là không có dám cãi với Đức Phật nữa. Thành ra đó mỗi cái ở trong đó, đối với cái ái mà nó làm duyên, cái ái mà nó làm duyên cho là cái ái mà nó làm duyên cho ngã ngã chấp thủ đó, là có nghĩa là mình chấp vào cái bản ngã của mình. Nhưng mà thật sự ra đó Đức Phật đã thuyết pháp cho mình nghe các pháp là vô thường, khổ, vô ngã, mà mình cứ cho là có ngã đó. Mình cho là ở trong cái thân này nè, mình có cái bản ngã của mình, tôi muốn vậy đó, là tôi làm vậy đó, được không? Đó, nhưng mà thật sự ra đó là mình thử mà mình nói mình muốn mình trẻ hoài coi, nó đâu có trẻ hoài được. Mình muốn mình không bệnh coi. Đó, quý vị thấy rằng nhiều khi mình cũng cử kiêng dữ lắm, thời tiết ăn uống đồ sinh hoạt đồ này kia mình muốn cử kiêng nhiều lắm. Nhưng mà lâu lâu nó muốn bệnh, nó trở trời là nó bệnh. Nó là có nghĩa là mình không có điều khiển được cái tự ngã này, có nghĩa là mình không có điều khiển được cái thân của mình, nhưng mà mình bị chấp vào đó. Nó cũng từ đâu quý vị? Từ cái ái mà nó trở thành, nó tăng trưởng mà nó trở thành ngã chấp thủ. Đó, vậy thì chúng tôi trình bày với quý vị về cái ngày hôm nay á, đối với mà ái mà nó làm duyên cho thủ á, thì nó có rất là nhiều. Mà có bốn cái trường hợp mà chúng tôi vừa trình bày cho quý vị. Có những người ái làm duyên cho dục thủ, có nghĩa là mình đam mê thích ở trong cái cảnh này, thích về con người, thích về quốc độ, thích về địa vị, thích về đủ thứ hết á. Cái thích này nó càng mạnh thì nó trở thành thủ, mà mình đã gọi là dục thủ. Rồi có những người thì coi như là chấp chặt vào cái sự hiểu biết gì đó của họ, mà hiểu biết sai nó mới chết. Thì ái làm duyên cho kiến thủ. Đó, rồi những người người ta muốn tầm cầu giải thoát, cứu cánh giải thoát gì đó, mà người ta chấp vào những cái pháp tu sai lầm, cái pháp tu không đúng, thì gọi là ái làm duyên cho giới cấm thủ. Đó, rồi những người mà có cái ngã chấp cái bản ngã của mình, thì gọi là ái làm duyên cho ngã chấp thủ. Đó, thì vậy thì đối với ái duyên cho thủ thì nó có bốn cái trường hợp chính như vậy, bốn cái gốc. Đây là bốn cái gốc này là chúng tôi trình bày bốn cái gốc chính đó. Chứ thật sự ra thì nó rất là nhiều, nhưng mà quý vị ráng nhớ giùm chúng tôi là thủ là có nghĩa là cái gì, cái sự ôm ấp, cái sự chấp chặt hoặc là ái mạnh nó sẽ gọi là thủ. Đó, quý vị nhớ giùm chúng tôi cái điều đó. Rồi khi mà đối với thủ đó thì có dục thủ, kiến thủ, rồi giới cấm thủ, rồi ngã chấp thủ. Chúng ta nhớ bốn cái điều chính đó là được rồi. Vậy thì cái bài học ngày hôm nay chúng tôi xin được trình bày đến đây chắc cũng quá có thời gian rồi, nên chúng tôi xin được dứt lời. Với cái phước này xin dâng đến chư tôn đức đăng, chia điều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, và cũng xin hồi hướng phước này đến các vị chư thiên chúng sanh trong ba giới bốn loài quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thái. Và bây giờ mời Ca Bình ha. Sa thú. Và con xin thay mặt đạo tràng tính tri ân sư Pháp Tính đã giảng dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Anh Ca Vinh cho Minh Như một chút xíu nha anh Ca Vinh. Dạ con xin kính thông báo với đạo tràng, và con xin kính thỉnh sư phụ Pháp Tính và chư tăng ở trong lớp. Con mới xin phép của sư Thanh Tâm, và con xin thông báo với sư là ngày thứ hai tuần sau sẽ là sinh nhật của lớp Minh Như Kỳ Duyên được tròn 5 tuổi. Thành ra con xin kính thỉnh sư Phụ Pháp Tính, sư Pháp Trang, sư Nguyên Thông,
có vẻ có thể vào đạo tràng Nguyên Như Kỳ Viên vào thứ hai của tuần sau để mà mình có thể ăn sinh nhật với chúng con. Dạ, con xin nhường mic lại cho anh Ca Vinh ạ. Nam mô Phật Thà, Nam mô Tham, Nam mô Sang Ca, dạ con kính lễ quý sư, con kính lễ đạo tràng. Dạ xin lỗi đạo tràng, mình có câu hỏi con có thắc mắc. Dạ kính thưa sư, hồi nãy sư nói là dục thủ ái là dục thủ là cái đam mê, cái kháng khích trong năm cảnh dục, mà con có cái thắc mắc là sao sư không có đề cập đến cái cảnh pháp dục, tại vì có câu nói là lục căn tiếp xúc với lục trần sinh ra lục dục. Thành ra cái thắc mắc của con là vậy, còn cái cảnh pháp dục sao sư không có đề cập đến nhỉ? Dạ. Kính tri ân sư giảng dạy. Dạ, xin giải thích cho Cao Bình nghe. Trước nhất á, mình phải nhớ lại cái cảnh pháp. Cảnh pháp là như thế nào? Cảnh pháp là như thế nào? Có nghĩa là những cái cảnh gì mà nó đã diễn ra rồi, những cái cảnh gì nó đã diễn ra rồi, mình ngồi mình nhớ lại, thì cái đó gọi là cảnh pháp hoặc là cảnh quá khứ, phải không? Cảnh pháp á, nó gồm lại những cái cảnh mà chúng ta suy nghĩ ở trong tâm nè. Đó thì hồi nãy á, là sư nói á, là Đức Bồ Tát của chúng ta đó, và khi mà trở về đó, khi mà trở về nhìn thấy bà hoàng hậu vậy rồi đó, trở về bỏ ăn 7 ngày, lúc đó Bồ Tát làm gì bỏ ăn? Thì Bồ Tát mình nhớ lại, nhớ lại cái hình dáng của bà hoàng hậu vậy đó. Đó, nhớ lại cái hình dáng của bà hoàng hậu vậy đó. Thành ra đó, lúc đó Bồ Tát mình mới bỏ ăn và khổ não trong 7 ngày đó. Đó, thành ra chúng ta nhớ lại. Chúng ta trước tiên á, là chúng ta phải biết là cái cảnh pháp. Cảnh pháp á, là có nghĩa là những cái cảnh nào mà nó diễn ra ở trong cái lộ tâm ý của mình. Cái lộ ý của mình. Đó, bây giờ đó, mình ngồi mình nhớ lại, nhớ lại những cái âm thanh mà hồi nãy sư đã trình bày đồ này kia đó, thì lúc đó là cảnh pháp, là do ý. Đối với mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, vân vân. Còn đối với ý thì nó đối chiếu với gì? Những cái cảnh nó diễn ra ở trong cái lỗ ý của mình. Những cái cảnh mà mình đã nghe âm thanh, mình đã nghe hay là hình ảnh, mình đã thấy cái mùi, mình đã ngửi, vân vân, thì cái đó gọi là cảnh pháp. Nhưng mà ở đây đó, cái chi pháp á, cái vấn đề chính á, là nói về cái ái nó làm duyên cho thủ. Đó, nói về cái vấn đề chính á, là ái nó làm duyên cho thủ. Có nghĩa là khi nào mà thủ nó sanh lên, khi nào mà mình ôm ấp chặt cái đó, đó cũng như Bồ Tát của mình, hoặc là ông vua, ông nghe thanh niên nó nói là coi là để chỉ cho đức vua đi chiếm thêm 3 cái nước nữa đó, mà rồi ông vua ông nghe ông mừng quá, rồi coi như là ông này ông đi về luôn, rồi ông vua ông cũng quên hỏi, thành ra ông cứ chờ riết chừng nào dẫn chậm đi, chừng nào mà dẫn chậm đi chiếm thêm 3 cái đất nước nữa, 3 cái quốc độ nữa, ông cứ nhớ vậy hoài, ông nhớ cái người thanh niên nói vậy hoài, rồi ông bỏ ăn luôn, ông bệnh, ông nằm trên giường luôn. Đó thì ở đây á, là quan trọng là cái chỗ nào quý vị, cái chỗ mà mình nắm giữ đó, mình nắm giữ mà đến nỗi mà bỏ ăn luôn, mà ông vua mà ổng là coi như là ổng sung sướng vậy, mà coi như là ổng nắm giữ cái tư tưởng đó mà đến nỗi mà ổng bỏ ăn luôn, thành ra đó gọi là nó thủ. Rồi ở đây một điều quan trọng nữa đó là chúng ta được phân tích ra cái dục thủ là nói về cái yếu tố chính của năm cái cảnh cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nói chọc thẳng vô năm cái cảnh đó mà cái người nắm giữ, thành ra gọi là dục thủ. Còn khi mà nói về cái kiến thủ là bắt đầu nói qua cái tinh thần, nói về
cái ngã chấp thủ là bắt đầu nói qua cái tinh thần, là nó thuộc ở trong cái nụ ý nhiều. Là quý vị thấy rằng đối với Đức Phật đã phân tích ra cho chúng ta là coi như là chọc thủng từng cái, chọc thủng từng cái, chọc thủng từng cái. Thành ra chúng ta phải nhớ là tại vì bây giờ mình nói ái làm duyên cho thủ, hãy cái gì mà cái ái mà tăng trưởng mạnh thành thủ, cái gì mà mình chấp giữ mạnh quá nó thành thủ. Thì khi đó mình nói chung lại, mình gom chung lại hết, mình gom chung lại hết. Còn quý vị thấy rằng cái chỗ này tại sao mà Đức Phật phân tích ra cho mình coi là dục thủ, rồi kiến thủ, rồi giới cấm thủ, rồi ngã chấp thủ, là tại vì Đức Phật muốn chọc thẳng vô, chọc thẳng vô coi như là những người nào mà chấp về những cái vật dục, có nghĩa là những người nào mà chấp về những cái cảnh dục nè, cảnh sắc, cảnh thinh, những cái gì mà ở trong cái đời sống của mình đó, là coi như là nói thẳng vô ngay chỗ đó. Rồi những người nào mà chấp về cái tư tưởng tôi vậy đó, tôi hiểu vậy, theo như cái quan niệm tôi biết vậy đó, thì là coi như là nói thẳng vô cái kiến thủ, nói thẳng vô cái ngã chấp thủ đó. Rồi không hành cái pháp này nè, hành cái pháp này là mới coi như là đạt đến giải thoát, là mới bắt đầu là nói vô cái ái làm duyên cho giới cấm thủ đó. Là chúng ta thấy rằng tại sao mà phân ra vậy, tại vì là làm cho cái tâm của chúng ta thấy rõ, mình biết được là mình chấp ở cái phần nào, mình chấp về cái kiến hay là mình chấp về những cái cảnh dục, những cái dục trần đó, phân tích ra cho chúng ta thấy rõ ràng cái chỗ đó. Rồi bây giờ thì chúng tôi xin được gỡ cái mic lại cho lớp học. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính thỉnh Sư Nguyên Thông có thể thay mặt Chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ, con xin dâng mic lại cho Sư ạ. Phavatu sabba mangalang ratkang tu sabba devata sabba buddha nupave nasada suti pavantu te phavatu sabba mangalang ratkang tu sabba devata sabba dhamma nupave nasada suti pavantu te phavatu sabba mangalang ratkang tu sabba devata sabba sangha nupave nasada suti. Và vàng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ sa thụ sa thụ. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân Sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng đồng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp. Dạ đề qua ta sam ti vi ha ra qua si ni thủ bê kha rê bô thi kha rê ta hân ta hân ta tham ma đa nê na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron tê tha vi ha ra măng đà lê thế ra cha mắn cha na hoa ca cha phân kha vô xa ra mi ca đa Napati upasaka gama cha de sani gama cha isara samba na futa sukita fa wantu te cha la bu cha ye bi cha anda sam fa wa san se da cha ta ta wo papatika ni ya ni kang tham wa rang patan cha te sam be bi dung kha sakaron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm mẫn tha ra cha bùng ga la sang khô hô tu sa mắc gô wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng ga tu san thầm mô sam bê bi thầm ma cha ri no gu tinh sam ba bồ nê ya ma thầm ma ri yam ba quê
đi tê y đằng nô nha ti nằng hô tu su thi ta hoàn tu nha ta du y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta du y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta du ý đằng quá tám mê buồn nhân à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai nguyên như xin kính hẹn chư vị phật tử trở lại trong nguyên như kỳ viên vào ngày mai thứ sáu và cũng là sáng thứ bảy ở bên Việt Nam chúng ta lại được học những bài vi dự pháp với thầy kinh Milanda và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.